Chúng ta hãy cùng đến với một kèo thi đấu vào buổi tối ngày 29 tháng 11 2023. Sen Long solo với cả game thủ BB. Trận thi đấu đầu tiên đã được bắt đầu rồi, tức đó là solo AC. Và đánh máy của game thủ Sen Long. Rất mong mọi người cho một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ nào, ủng hộ bình luận viên. Đấy, quả đầu luôn dành cho anh Sen Long. Đấy, xe giò luôn, quét chuột chưa thật sự mắc. Có vẻ như Sen Long vẫn đang ở quán của mình, anh chưa về nhà. Nếu mà máy ở nhà Sen Long sẽ quen hơn. Ở đây ở quán thì khá ổn, nghe vẻ khá ổn. Né chưa mọi người ơi? Tiếng game, tiếng mic ổn chưa? Con nhỏ tiếng game hơn một tẹo cũng được này. Vì nghe toàn thấy xì xào thôi. Vâng, quả đầu hơi vướng nhở. Quả đầu là 6 cây dành cho Thần Long. Góc 3 giờ. Thần Long đang chỉ vào thằng Dân. Thằng Dân đấy nó ngu thế chứ lại. Rồi, nhưng mà với cái tài chỉ cầm tay chỉ việc của Sen Long thì em nghĩ là thằng Ngô Dân đấy cũng khôn khôn hơn một chút xíu rồi. Nhưng cảm giác nó vẫn ngu. Vâng, một xe giò và một Dân đi giò. Chưa tìm ra bầy yêu đâu. Bầy yêu đầu ở chỗ chấm đen này thôi. Đôi voi dành cho Thần Long. Thần Long có đôi voi bên ngoài. Nhưng mà như kêu con voi xa thì cảm giác rất sợ với những thằng Dân của Sen Long. Vẫn vực hướng ở mặt tiền. Thế nhà góc 3 giờ này là dễ khung nhà và đánh phát triển to được rồi. Quan trọng nhất bây giờ là mặt đồ ăn thôi. Yêu đầu đằng sau quả đầu. Yêu đầu đằng sau quả đầu. Ok, chính xác là quả phụ và yêu đầu đằng sau quả đầu. Rồi, ngon nghẻ đẹp dai luôn. Đưa hai voi này về, yêu xe đá về với cánh rừng thông kia. Ok la chưa mọi người ơi, tiếng game tiếng mic ổn chưa anh em? Alo, anh em nào xem ổn gõ 1, anh em nào xem chưa ổn gõ 2. Và anh em nào muốn đổi bình luận viên thì gõ... Vâng, 50 số 9. Có 3 option cho anh em lựa chọn trong buổi tối ngày hôm nay. Long muốn câu 2 voi về cho nó gọn. Nhưng mà Dân của anh bị một hút rồi. Rất có thể sẽ bị hút thứ hai. Vâng, quay đầu. Tình huống câu 2 voi quen thuộc của game thủ Sen Long. Alo, anh em nói gì? Sập kênh chứ ơi. Alo, anh em nói gì thật rồi? Mà live by Sia thật. Chắc là lâu không live stream anh em quên tôi rồi. Quên em rồi. Nó không sao, bây giờ vẫn một bài mà ngon nghẻ đẹp trai dành cho anh Long thôi. Oh,
Lòng trông còn nét. Thôi trở lại mọi người nhá. Đây là tân cung đầu của Sen Long rồi. Sen Long thì đang trông quán nét mà. Là đúng là đang trông quán nét mà. Ông chủ chim sẻ cũng mở quán nét rồi, chung ai cũng sẽ là người trông nét cả thôi, là người trông nét cả thôi, ai cũng sẽ mở quán nét cả thôi. Cầm dí luôn dành cho A Long, làm thì tê vé vào nữa nhỉ, nhà mắc Calabeo thế tấn công, nhau điều cùng, làm tí vé vào nữa cho nó xuất sắc. Nhà của BB đóng ở hướng dưới dốc, hướng dốc khá cao của game thủ Sen Long. Đánh thế này thì BB sẽ bị dần sẽ bị ốp chết thôi, khi mà số lượng nhà ở Sen Long đánh từ đầu là 5A thì BB chỉ đánh 4A thôi. Nhớ là người đi công là game thủ Sen Long. Sen Long bắt đầu tách cung vào để có thể ăn được dân của BB rồi. Bộ như đã có nhà thì nằm ở trong nhà, cũng là có nhà thì nằm trong nhà dành cho game thủ BB. Nhưng mà đánh này thì quá là Sen Long sẽ cho BB vào chương trình ngay. Cho BB vào chương trình ngay. Rồi, hết quân dành cho BB và tỷ số sẽ được mở dành cho Thần Long. Long sẽ mở tỷ số thôi. Trong lần đối đầu gần nhất thì cái thủ Sen Long để thua BB nha. Thua như hôm đó là đánh kèo Sen. Vâng, đánh kèo Sen và để thua. Hôm nay đánh AC và Sen Long đang rất quyết tâm để thủ thủ còn cái đối thủ này. Cực kỳ quyết tâm thủ thủ cái đối thủ này. Và đưa BB vào chương trình ngay. BB đang có cực kỳ gượng. Đây là một tên gượng BB thôi. Gần như là các cơ sở BB định Sen Long đánh vào liên tục tục. BB đang cố gắng thôi trận đầu, cố gắng test tay và điều cùng với game thủ Thần Long. Chả mấy khi mà điều với Sen Long lại tích. Luyện tập điều cung tẹo. Còn
Không thì gần như là BB không đụng được vào dân của Long. Long cứ Nama vắt đều lên, đã có go 2 rồi. Rồi ruộng của BB tan nát chim muông rồi. Michael tan nát rồi. Michael tan nát rồi. Tỷ số là 1-0 dành cho cầu thủ Xanh Long, được mở dành cho Xanh Long sau trận thi đấu đầu tiên. Trận thi đấu mà 1-3 và cầu thủ Xanh Long có thể gọi là đi một vòng, hai vòng thôi đã đủ đồ ngay. Quả chính quả phụ gần nhau, giữa đó là một bầy hiêu kéo một đôi voi về, kéo một đôi voi khá khá xa về. Và cái thế nhà thì quá mắc Carabao, năm nhà A từ đầu và dí chết bi. 1-0 dành cho Thần Long, chúng ta chờ đợi trận đi đấu thứ hai. Vé mọi người tí nhá mọi người nhá, xin vé mọi người 2 phút thôi. Trận đi đầu thứ hai. Rồi trở lại mọi người ở trận thi đấu này. Cho anh Vũ Phương Đông nha, trận thi đấu thứ hai trong kèo thi đấu solo AC giữa game thủ Sen Long và game thủ BB. Long đang đưa bầy yêu đầu mình về thế nhà góc 9 giờ. Mắc Calabeo dành cho game thủ Sen Long. Mắc Calabeo. Thế thì mắc rồi, nhưng đồ ăn thì sao? Đưa được mấy hiệu về cũng khá vất vả, mất nhiều thao tác tay.
khi mà cái đường nhiều về là hơi vướng, hơi vướng chướng ngại vật. Rất mong mọi người cho một like ủng hộ game thủ Sen Long và BB cũng như bình luận viên thi đấu trong buổi tối ngày hôm nay. Long vẫn chưa tìm ra thêm đồ, xử lý lốt con hiêu trong bầy hiêu đầu nào. Đây là bãi quả phụ dành cho game thủ Thần Long. Một hai ba bốn năm, năm cây mà liệu có đóng S ăn đẹp, chắc đóng cơ ăn đẹp không, đóng cơ ăn có thể thoải mái được không, đóng ở trên ken một cái gỗ đi vẫn ổn, vẫn ổn cái bãi quả phụ của Long. Rồi 1-0 rồi, hôm nay thì không có kèo dị gì cả, ta cứ xem sánh Long mà quất thôi. Cái ken ở đấy chuẩn rồi, đúng ý em luôn, là ken cái gỗ 75 ở trên và đóng BG ăn vài quả vẫn ken được thì vẫn ok, là vài quả 5 cây Long có thêm một voi nữa, bây giờ đầu về là 7 con. Mọi người dự đoán gì về quả kèo này? 5-0 hay là 5-1 hay là BB sẽ gây ra bất ngờ trước game thủ Sen Long trong buổi tối ngày hôm nay đây? Tỷ số tạm thời đang là 1-0 dành cho game thủ Sen Long. Vẫn là một bài ổn với Sen Long về mặt đồ ăn cơ bản. Như vậy thông tin dành cho mọi người lại là chạm 4 chứ không phải chạm 5. Chạm 4, ừ, không ra. Chắc kèo bé. Chắc tiền ít thì đánh chạm 4 rồi. Anh em cứ like ủng hộ, biết đâu lại có nhiều thời gian để mà vâng chém gió mọi người hơn. Quan trọng nhất là những tân like. Vâng, BB đã vác hẳn dân lên đây rồi, quyết định giờ cho gì đây BB? Quyết định giờ cho gì đây? Rồi lên đời bằng kít nhau. Cái Long chúng ta biết rồi, cứ đánh nó kiểu cơ bản này và nâng cấp chặt gỗ, đủ nâng cấp chặt gỗ cái là Sen Long ra dân ra ruộng, chính xác ra ruộng, ôm gỗ đúc ruộng là cực kỳ ghê. Vẫn là Sen Long như cái thủa ban đầu chúng ta biết đến anh ta thôi. Lối chơi mà trăm năm nó không mòn. Trăm năm nó không mòn, cái lối tư duy ôm gỗ đức ruộng nó rất là khỏe. BB trận này chọn phương án đi dân Nga. Chúng ta đã nhìn thấy hai dân của BB rồi và tiếp tục nhìn ra dân. Cái nhà của BB nó đóng gần vị trí nhà của Sen Long thôi. Cặp bánh xe dành cho game thủ Sen Long. Đây là nhà đi dâng của BB. Lên đây là nhà điều kiện và 3E 4E. BB cũng đã rất quái khi anh ta đóng sẵn một E cạnh đó rồi để tránh tình trạng mà bị bo. Quái từ BB. Năm nhà, năm nhà BA và BB cũng đang bo E và A của Sen Long. Thế trận này thì Sen Long quá quen rồi, trong cuộc đối đầu với chiến tướng, với tiện như vũ, với lội lão hổ, anh quá quen đến những nhà BA bị bo với nhau như thế này rồi. Bằng đập móng E để giải thoát một cung R, nhưng không có con cung R nào của Sen Long bị nhốt cả.
không có cung R của Sen Long bị nhốt. 1 2 3 4 5, cung là 5A dành cho game thủ BB. BB chết một cung rồi. BB đang cố gắng điều, BB cũng đang cố gắng đảo. Sen Long để lây trồ lại. Vâng, vâng, một đều mất rồi. Tên thứ hai của Sen Long. Có vẻ như Sen Long là người có tên thứ hai trước game thủ BB. Tiếp tục ăn được cung R BB. Chỉ cần thủ được qua một 5 cái tên đầu của BB thôi, BB liệu có được sản được 5 tên cung A, chỉ ăn 5 tên 5A đều để có thể công Sen Long không? Cái lợi thế lại thuộc về game thủ Sen Long, và Sen Long sẽ giành chiến thắng. Gần như không thể tách được cung ra để có thể móc máy Sen Long, mà BB chỉ có thể điều ở mặt nhà A thôi. Thì chỉ cần ít hơn, chỉ cần tách một cung vào, BB sẽ ít hơn về số lượng và sẽ thua ngay ở cái mặt trận đấu quân này. Bài dân Nga cần phải công giáp, cơ hội bóc máy dành cho BB. Nhất là thế mà BB đang thiệt chết nhiều cung hơn. Khó dành cho BB, khó dành cho BB đấy, cứ phải nói thật là như vậy. Ở trong lúc một đống ruộng, lúc một đống ruộng điều cung ở đây thoải mái, điều những tên Nama đều như vắt, vâng, như vắt cái gì gì đó, đều như vắt gì gì đó rồi. Đứng ở đây bắn xoa đây trồ rồi mà. Rồi, tỷ số là 2-0, cực kỳ nhẹ nhàng dành cho Sen Long. Khi mà anh chưa gặp những cái bài là nó khủ khoằm cả. Một bầy yêu 7 về lôi một con voi, vâng, ở xa xa về tìm ra một cái cỏ phụ. Mà thế nhà mắc binh. BB ở góc 3 giờ kia không đẹp về rừng, quyết định đi rừng A. Nhưng mà lên đời cũng chỉ là xem nhau thôi. Hết lực và BB quýt, tỷ số là 2-0 dành cho Long. Đây cái timeline lên đời bằng khít nhau. Có vẻ BB là người đánh ít dân hơn Long. Chúng ta hãy cùng chờ đợi sang với trận thi đấu tiếp theo nào. Trận thi đấu thứ 3, tỷ số đang là 2-0 nghiêng về game thủ Sen Long. Vâng, chào anh Tuấn Phạm, chào anh Tân Đại Ca nha. Chào tất cả mọi người, anh em cho một like nào, cho nó máu à, bình luận cho nó xôm. Ta đến với trận yêu thứ 3, lại góc 3 giờ. Vâng, trận đầu tiên Sen Long cứ ở góc 3 giờ. Trận thứ 2 góc 9 giờ, nói chung là thoải mái, nét không mọi người ơi? Tiếng game và tiếng mic cũng như là chất lượng ảnh có nét không? Vâng, quả đầu thì 7 cây. Vẫn ăn ngon. Vâng, lại dừng vây quanh nhà. Lại thấy nhà mắc là bêu. BB gặp rừng xấu và BB lại rừng A chẳng. Bởi yêu đầu cũng đã tìm ra dành cho game thủ Sen Long rồi. Vâng, tỉ mỉ tỉa bởi yêu đầu về nhà chính. Vâng, tìm ra quả phụ thêm mấy con voi. Đấy. Bài này Long đánh cả đời. Thì khi gặp những cái map và đồ ăn nó xa phải khắc phục bài xấu. Lúc đó Sen Long lên muộn và bài BB thì là bài đẹp lên sớm hơn, bị công giáp. Long chỉ sợ mấy cái bài đấy thôi, chứ còn càng để về đâu về dài cái bài ô cố đúc ruộng của Sen Long ấy. Đấy, em cứ phải nói thật, đánh trăm năm nó vẫn khỏe. Bài ôm gỗ đúc ruộng của Long. Anh Long nhá, chào anh xong cái lóc nhá. Kèo nhanh quá. Số. Số thì vẫn mới chỉ là 2-0 thôi, chưa nhanh đâu. Ý BB gỡ hòa 2 đều chúng ta không biết thế nào một lần đâu. Đấy, Syria nó ảnh hưởng lắm. Rồi có cái quả phụ ảnh hưởng kiểu gì, hôm nay Sen Long đỏ. Chưa thấy bài nào nghiệt cả. Chưa thấy trận nào nghiệt đấy. Quả phụ nó còn là quả phụ 6 cây. Oh,
Nó kéo thêm con voi này nữa về, cứ cơ bản mà chứ. Ra nhìn thấy cách đánh của Sáng Long cực kỳ khoa học, mà nó cũng chẳng có gì khó cả. Nhưng mà để làm được như anh Long thì không phải ai cũng làm được. Tư duy ông gỗ đúc ruộng, sao gỗ ông ấy nhiều, sao ông lên kích đời là xong, là thực nó vừa đủ chặt gỗ mà sau loại khỏe. Cái bài đấy người ta gọi là ép tròn đồ kiểu Sen Long đấy, chúng ta lại rất đáng học hỏi. Sen Long lại đặt đạo một cho nhạc chính như thế nào nhỉ? Lạ lạ nha. Có kích đời rồi, 27 dân dành cho cái thủ thần Long. Tay hôm nay nhanh đệ. Có xe giò sẽ phát hiện ở nhà của game thủ BB ở đâu. Nhưng BB cũng đã có cái chấm đỏ đỏ ở nhà Long. Có vẻ như cũng là con xe giò của BB. Thì đang chéo cái BB, chính là cái BM cạnh BB. 25% dành cho, 22% dành cho Sáng Long, 10 mấy% dành cho BB thôi. BB là người có chỉ số giò ít hơn. BB cũng đã phát hiện là nhà của game thủ Sáng Long ở đâu rồi. Chưa mất bóng, có vẻ cũng đã đi qua cái BG. Không có gì đâu anh ơi, em chưa biết thông tin gì, chỉ biết là vừa bị xếp trừ về tên thôi, chưa thấy thông tin gì. Bằng 28, anh em hóng được gì thì bảo em nhá. Quay trở lại cái mic khác rồi, mic cũ rồi. Mic công ty phải trả công ty chứ, mình làm gì. Hai củ 8 đây ít đâu. Cầm về nhà chỉ sợ hỏng. Vâng, chỉ sợ nó hỏng. Đến nơi là bằng nhau. Bò nhà BB ở góc tầm khoảng 9-10 giờ. Sẽ đó tìm ra một cái BG của BB. Nó cứ nhẹ nhàng tình cảm, nó không có gì phải nhanh. Như ông nhanh lắm, đào màn hình liên tội tội. Đấy, vẫn là 5A. Chịu anh ơi, em chưa rõ thông tin gì. Mù màu lắm, đang nghỉ ốm. Đang nghỉ ốm ở nhà. Có dám đi ra ngoài bình luận kèo đâu. Vâng, 5 nhà dành cho game thủ Sáng Long. Nói chung là có biến thì sẽ là biến to luôn ạ. Là có biến. Bây giờ biến là biến to đấy. Chắc là biến nó phải to như đầu năm đấy. Kiểu vậy. Còn biến mà nó cứ như gió thoảng. Tốt nhất đừng biến làm gì. Chúng anh Hưng anh bắt đầu đăng bài này. Biết là biến này khá khá đấy. Vâng, tên 2 là sóc không đều rồi. Tên 2 có 3 con này. Tên 2 có 3 con rồi.
Dân đầu đầy đủ 5 con. BB cũng chưa tấn công. BB đây rồi, BB đã tới. BB công ngay vào cái mạng sắp bèn đồ BBBM của game thủ Sen Long. Mà 50 trên 60 dành anh Long. Cứ 5 nhà còn vón đều. Còn vón đều. Ta thấy lượng ruộng ở trong lòng. Lượng ruộng nó rất nên tầm vĩ đại. Đứng một đạo quân đứng chờ cái mặt 12 giờ lao xuống. Một đạo quân khác vẫn đứng ở các mặt điểm yếu của game thủ Sen Long. Đạo quân đây đứng kê chỗ BG thứ hai, chỗ ruộng ở BG thứ hai. Hỗn chiến xảy ra rồi. Bắt đầu là BB dồn nhiều quân hơn để có thể tấn công game thủ Sen Long. Sen Long cần bổ sung thêm tân quân ra đây gấp. Nâng cấp vua 2 dành cho Thần Long. Thần Long đang điều thua nhỉ. Thần Long đang bị kim hai con trong khi chưa ăn được con nào của game thủ BB cả. Vâng, bắt đầu ăn được những con đầu tiên. Bắt đầu được ăn được những con cung đờ đầu tiên. Thần bị BB dí chết. BB đang khá sung sau khi mà lãi lãi ở thời điểm đầu. Nhịp mà dự đoán được đi quân sai của game thủ Sen Long. BB công ngay ở mặt này. Sen Long đoán là nhà BB ở tầm khoảng góc 10 giờ thì sẽ công sang cái chỗ BG thứ hai của Sen Long. Nhưng anh không nghĩ rằng là BB công được cái mặt này lên. Đừng quân cũng khá táo bạo từ BB. Hai nhà BB không phải ở góc 10 giờ. Ở cái chỗ mất bóng của xe giò là một cái BG. BB thì công hướng đó là từ góc 7 giờ sang. Nếu mà đi theo đường thẳng là 7 giờ sang. Và ô 3 của Sen Long này. Nhịp một tân quân đầu đứng ở vị trí nó sai. Và đưa quân gian thủ. Còn bây giờ thì BB rất hổ báo cáo trộn. Long bây giờ phải vắt đầy đủ quân và điều phải cung thủ nhà phải dẻo. Bắt đầu đẩy lui BB ra khỏi chỗ khu vực thủ nhà của Sen Long rồi. Tiếp tục là điều cung một cung R gần gần hết máu là chạy ngang để thu hút đạn. Một cung R khác bắn chùa. Mảnh ruộng này điểm yếu Long. Long đứng kê đứng hẳn tân cung đầu đứng kê nhưng mà BB không chơi vào. Khá lạ lẫm như từ BB. Chúng ta thấy BB đi đường quân nó cũng ảo diệu. BB ở 9 giờ mà BB lao một đường quân nó là thẳng vào đây móc hướng 6 giờ đâm lên. Không phải đi thẳng ra, đi thẳng ra thì sẽ gặp mặt mặt tiền của Long thẳng mặt nhà này. Chúng là mỗi game thủ có đường công riêng. Tại sao họ đi được kiểu như vậy họ không nói đâu. Anh em phải tự xem và tự học thôi. Họ không dạy đâu. Rồi buộc phải có BC những nhặt chính mới ra dành cho Sen Long. Sen Long vẫn thủ được nhà. Những áp lực là liên tục tục đến từ cái thủ BB. Áp lực là liên tục tục đến từ BB. Vâng, cảm giác Sen Long, tôi nghĩ là cái máy này thì Sen Long không quen. Quét chuột cảm giác nó hơi sai sai nha. Quét chuột đặt đẹo nó hơi sai sai. BB đang chơi vào dãy hàng nghe cho BB và BM. Khoảng cách giữa BB và BM tăng thêm nhà A ở lựa chọn của game thủ Sen Long. Thì bản lực của anh cực kỳ khỏe. Lực của anh cực kỳ khỏe. Cái vấn đề của anh phải đánh thủ. Mà BB là người đi tấn công ép cho Sen Long. Vâng, phút thứ 25 chưa ra được khỏi nhà. Phút thứ 25 anh chưa ra được khỏi nhà. 67 trên 104. Tăng thêm những nhà A lên. Vẻ đó là chiếc nhà thứ 7 của Sen Long. Không, chiếc nhà thứ 8 của Thần Long rồi. 8 nhà BA. Vẫn thủ nhà ngon re sau những cái được tấn công lên cũng cực kỳ vu bão của cái thủ BB. Anh ta bình tĩnh, anh ta phòng thủ. BB phải tách được cung vào cơ thế trận này. BB lại không tìm ra những cái cơ sở trên cái góc 12 giờ xuống này, quanh ruộng này và bãi gỗ này, bầy hươu này. Thì BB lại không đi móc. BB chỉ tấn công cái mặt đấy thôi. Sen Long bắt đầu đi móc máy đi rồi đấy. Mặt 6 giờ lên cũng là điểm yếu Sen Long. Nhưng đó là mặt BBBM bãi vàng là đẹp luôn rồi. Sen Long nên chú ý cái chỗ kia. Cẩn thận đi
BB tách cung vàng, đã cung ở tách đi ở trước đó với Xanh Long và bắt đầu luồn lách vào để chơi thẳng dựng chính của BB. Khá tự tin đến từ Long, anh ta dám đi một tân quận ở cái thời điểm mà BB vẫn đang dồn ép. Xanh Long dám đi một tân cung để có thể đi ngoáy cái thủ BB, nhưng mặt nhà anh có thủ được nhà không thì phải từ ấy nhá. BB đã vẫn gây áp lực đấy, gần như chỉ có đấu quân và đấu quân đến từ BB thôi. Xanh Long dám đi một tân quân để mà giảm áp lực cho chính bản thân mình. Những tham lai của anh chỉ là 65/116 và BB bắt đầu tràn vào nhà. BB bắt đầu tràn vào trong rồi, khó dành cho Long chẳng. Dám đi rất táo bạo nhưng lại không thủ được mặt nhà. Trước đó thì Xanh Long chỉ ăn với thủ thôi thì sẽ thủ được, nhưng anh ta cũng buộc phải đi một tân quân như vậy. Không, cứ để BB thoải mái, BB bung nhà chính mới, BB phát triển thì BB cũng không ngán ai trong thế giới này cả. Vâng, cực kỳ vất vả để thủ nhà. Trong vẫn còn dụng lương đề huề do BB cũng không tách vào bắn nhiều. BB chỉ gây áp lực là liên tục ở mặt nhà thôi. Bung nhà chính mới thêm nào. Vâng, 57 dân của Xanh Long, 56 dân của BB. Theo mắt nhìn của bình luận viên là như vậy. Xanh Long vẫn hơn BB 1 dân nữa. Các BB có nhà chính mới và bung rất nhiều ruộng ở nhà. Người ta sóc quân và người ta gây áp lực đây là rất tuyệt vời rồi. Xanh Long thì vẫn đang thủ như một vị thần. BB tấn công vũ bão và Long thủ như một vị thần. Ui. Vâng, xô sát. 30 phút trong game rồi, Xanh Long chỉ đi được đúng một tên tầm khoảng 5-6 con cung G ra bên ngoài. Còn không là anh ăn với thủ, ăn với thủ nhà thôi. Vâng, lại rút lui đến từ BB. Xanh Long lại được thở với tham lai là 74. BB có đào vàng, BB có làm gì trong cái trận này không? Vâng, bắn xuyên rừng một tên này. Quan trọng nhất là BB không có đường quân thả vào giữa ruộng của Long và cái mặt điểm yếu các cơ sở trên 12 giờ xuống. Cái bãi vâng, cái BG thứ hai này và cái dãy hàng nghe vạn lý trưởng thành kia BB không khai thác. BB vẫn trung thành cái mặt này. Đó là mặt nhà quân của riêng thủ Xanh Long. Vẫn trung thành, anh ta ép tụ cùng to và anh ta đẩy vào. Vẫn là xô sát liên tục tục. Xô sát liên tục tục. Bi thì trâu rồi, nhưng Xanh Long cũng thủ cũng rất dẻo. Cảm nhờ các anh, có cảm giác là số lượng quân của Xanh Long ít ít. Nhưng sau đó thì bằng... vâng, bằng một tên mới lở ra, Xanh Long lại thủ được. Xanh Bi lại rút ra ngoài. Rồi. Vâng, bi kim 150 mấy cơ. Và chăng cũng đang đến lúc mà Xanh Long buông chuột. Tỷ số là 2-1. Đây là chỉ số dân, chúng ta nhìn thấy số lượng dân của cái tuổi Xanh Long là 69, số lượng dân của BB là 63. Xanh Long vẫn hơn BB đâu đó 6 dân. Còn đây là chỉ số kim, 165 kim đến từ BB, 131 kim đến từ game thủ Xanh Long. Bài này BB làm một cái gì đó, anh còn chết dân nên làm gì này. Xanh Long kim 131, trong khi BB lỗ là 132, đó là chỉ số. Tỷ số là 2-1, cuối cùng thì đã có chiến thắng đầu tiên dành cho BB. Một thế trận anh ép quá tuyệt vời, nhà Xanh Long là đẹp hơn. Được siêu bền. Và dồn ép liên tỏi. Mãn nhãn. Xem những trận hiếu nó phải như vậy. Đáng để mà xem. Ôi, anh em cứ cho một like đi. Cứ cho một like đi. Anh Dũng Châu ơi, chiều BB đánh với 2K1. Vâng, lại còn map tịt gì anh? Ừ,
BB thắng mà, BB thắng đậm mà. Chiều BB đánh 2k1, em bình luận đây. 2k1 quân toàn toàn gọi là bá đạo. Cuối cùng trận cuối solo Kata và thua ngay. Ok anh Long nha. Anh Long thực ra thì rất nhiều biệt danh, tên là Long á. Xưa thì anh một thằng bạn thì là Long Xét với cả Long Hách. Đấy, cứ đến Long là chúng ta nhớ đến Long, Long Xét và Long Hách. Cũng nhiều kiểu gì. Rồi trận yếu thứ tư. Màn hình máy của cái thủ Sen Long. Anh em cho một like ra. Biết bao có bao nhiêu anh em đang xem. Chào Trân Anh nha. Vâng, kịch hay thì vẫn ở phía trước thôi mọi người. Anh em cứ like đi, chúng ta xong kèo chúng ta nhâm chém gió sau. Bây giờ đang trong kèo đang gay cấn. Bài lại tiếp tục cơ bản là anh Long thôi. Đấy. Cứ hiêu to về, một voi về và quả chính quả phụ. Không phải đi giòn nhiều, thế là được. Long cứ chơi bình thường, chậm rãi. Rồi kích đời 26 dân 755. Quá ghê đi. Ép này. Chậm hơi với Siang là chục giây thôi. Siang 26 dân là 745. Siang chuẩn nha. Bên kia là 27 dân dành cho BB. BB 27 dân. Oklahoma.
tục cho nó một đứa con trai. Ông nó là Rick. Ông kia nó mà ông là Rick nó mà ông. Ai sợ nó mà ông Rogan. Donnie kia nó mà ông Rogan. Giờ xanh chín có khi anh em phải đi lên tàu vũ trụ đấy, cho quả tên lửa cho kéo hai anh lên vũ trụ mà đánh kết nối mạng LAN, đánh thế kèo thế là xanh chín ngay. Ngồi tí thì chúng ta chém gió sau, bây giờ đang ở trong kèo không chém gió được. Mà 26 dân cộng 1 của Sang Long. Quả phụ đây. Ra dân ra rụa, quen thuộc. Chơi kiểu Sang Long nó rất là nhàn, nếu mà đánh cung nhá. Còn đánh nếu mà đánh giam đần thì liên thủ Sang Long lại không hay chơi. Cũng hay chơi kiểu này. Thành ra nếu mà gặp một tay cơ mà ép rát mà chọc con giò rát ấy là Sang Long bị cuốn cuồng ngay. Chúng ta chống con giò khá là yếu. Gặp cái tay cơ như chúng ta trước đây chúng ta hay xem Sen Long thắng những kèo giam đần với BB. Chẳng qua ông BB cái lối chơi ông cũng khác, gặp mấy cái ông khác này ông ấy chọc tròn nhông con nhà bà kèn là thua luôn từ con giò rồi. Cái lối chơi giam đần hay lối chơi bất kỳ cái thể thức nào của Sen Long thì vẫn kiểu như anh đánh cung R vậy. Em thì em không biết nhiều đâu nha, tí chém gió sau, chưa biết gì vụ này cả. Thấy đang chiều đang thấy có vụ gì bốn bùng gì. Chưa update anh em ạ. Cả tối thì Thiên Khôi cũng đang đánh 4-4 như bên đấy mà. Anh German anh đi làm. Em thì không làm. Rồi, 31 dân. Hai đều đánh ba đều đã có 31 dân. Đó, soi lại là 32, BB ra dân khá đều. Đấy chắc chắn không phải bài mà vớ vẩn của BB rồi. Dũng VT, Dũng Viettel. Viettel nha, chúc mừng là người Viettel. Đây rồi, ủa, đấy, bắn luôn. Đang bị chơi ngay một bãi gỗ rất đau của BB. Vâng, đánh thế này BB sẽ bị loạn choạng ngay thôi. Đây là tên đầu của BB. 1-0, 1-0 về mặt điều cục. BB đang điều khá dẻo nhưng 2-0 thuộc về Sang Long. BB điều khá dẻo, Sang Long cũng là người rất tỉnh và đẹp da. Vâng, 3-0, 3-1 dành cho Sang Long. Sang Long chết 1 cung, BB chết 3 cung. Bắn vào. Đó. Chết thêm một dân nữa dành cho BB, cái lợi thế hoàn toàn thuộc về cái đủ Sang Long. BB chỉ kìn có đúng một thôi. Có đúng một thôi. Em đang ở nhà anh ơi. Không đi làm thì lên văn phòng chim sẻ làm gì đâu. Phải làm ở văn phòng chim sẻ đâu. Rồi, cứ làm một vài con nữa. Cứ thấy cá rỉa rồi. Bắt đều quân và dồn ép lên thôi. Đường từ mặt nhà quân của cái thủ Sen Long nó tới. À, nó cũng gần. Long không có vẻ e, Long khá hiền. Long hiền lắm. Không vẻ e gì cả. Mình khó dành cho BB rồi. Cái trận này là khó. Liệu BB có thủ tên nó gọi là ảo Malazada hay không? Có lẽ Sen Long không bao giờ cho BB có cái tên ảo Malazada như vậy. Bắt đầu nhiều tay và bắt đầu điều nhiều đạo hơn. Tên này BB đang muốn bắt. Tên bắt này của BB. Cả hai số lượng quân là ngang nhau thôi. Sen Long sẽ đứng lại. Sen Long sẽ đứng lại để mà mình mất quân thì liên thủ BB
BB cũng mất quân. Khách chơi ở Long, tham hai của Long sau cái pha bị bắt quân vừa rồi vẫn là 55. Tiếp tục có một đường quân mới lên để mà gây áp lực ở ruộng BB. BB yếu hẳn về lượng thực rồi. Lượng gỗ của BB cũng không khỏe đâu. Đánh vào bãi quả kia, đánh vào ruộng chính. Còn cái bãi gỗ này, đây là bãi gỗ cuối cùng mà xem Long tìm ra đến từ BB. Năm nhà vắt lên là không tượt phát nào cả. Còn không tượt phát nào, bắn không xịt phát nào. Và đấm BB cũng không trượt phát nào. 3-1 được chưa? Vâng, dân quân sắp đều. Vâng, bắn loạn hết các cơ sở BB rồi mà vẫn chưa 3-1. Chưa rồi. BB vẫn đang đánh khá lì. Rồi, cuối cùng BB cũng đang chịu gõ 2-3. Tỷ số được rút ngắn, chính xác tỷ số được nâng lên là 3-1 và đẩy BB đánh chung kết sớm. Ta hãy cùng xem các chỉ số nào. BB đóng Nga là hướng vào góc 9 giờ. Đi nhà Sen Long ở trên 12 giờ, mạn 12 giờ. Nhà BB khá rộng. Đây là chỉ số dân, 41 dân của Sen Long và chỉ có 35 dân dành cho BB thôi. Hãy cùng chờ đợi sang với chung kết sớm dành cho game thủ BB. 3-1 dành cho Sen Long mất rồi. Ôi cao thủ ơi, bưởi táo lê cũng thành mướp thôi. Bây giờ bức tường bánh dày mới trường tồn theo thời gian. Đấy. Trường tồn theo thời gian. Vâng, chúng ta hãy cùng chờ đợi sang với cả trận thi đấu thứ 5 chung kết sớm dành cho kẻ thủ BB trong cuộc đối đầu với Thần Long. Tỷ số thì đang là 3-1 nghiêng về Sen Long. BB gỡ được một trận ở Sen Long tái thế dẫn trước 2 trận ngay. Tuyệt vời dành cho anh Long. À, kèo sau có kèo hot. Vâng, Sen Long gánh chịu miêu thì kinh rồi. Ôi, không sao, tôi phát luôn kèo đấy. Trận thi đấu thứ 5 chung kết sớm dành cho BB. Rất mong mọi người cho một like ủng hộ kênh YouTube Sen Long AOE. Trận thi đấu được phát trực tiếp trên kênh YouTube Sen Long AOE. Mừng 250 người đang xem. Mỗi người cho một like thôi. Cho một like đi rồi tí chém gió. Cái thông tin mà đúng là chỉ có người trong cuộc, bình luận viên mà trong cuộc như em hoặc là cái công ty là chúng ta. Vâng, tất nhiên là có cái thông tin gì mà có thể tiết lộ em tiết lộ ngay. Đầu năm thì chúng ta đã thấy một sóng gió rồi, liệu cuối năm liệu có sóng gió nữa không lại vẫn là liên quan đến đến chim sẻ đi nắng nhỉ. Chim sẻ đang nhà đang có chuyện buồn. Cường Nguyễn nhỉ, đúng không? Kèo sau cặp đôi nam nữ đánh hẳn việt trung luôn.
ok không ạ? Tôi sẽ lòng cánh chị Miêu kia thì tôi không nghĩ là đúng quyết định ngon. Thì chị Miêu kia thì đánh yếu lắm. Xem lòng gánh Nguyệt cũng được, Nguyệt đánh được, ép đời còn được. Chị Miêu gì không biết tí, thôi tí thì chúng ta xem sao. Bảy yêu đầu được đưa về gọn dành cho Xem Long, 4 con. Ép đầu đóng vẫn sớm thôi. Ép đầu đóng vẫn sớm thôi đấy. Những dân 16 anh ta đóng ép đầu thì giao gỗ anh ta dồn lên nó khỏe. Anh em tập tập ép đời đánh cung R thì dân thứ 15, 16 là sớm nhá. Thứ 5, 15, 16 mà anh em đặt được ép đầu, tất nhiên là tùy, có phải phụ thuộc vào những cây gỗ gần, cây gỗ xa. Anh em cứ soi cây gỗ là 75 mà khai thác. Và trong đề chế này có khá nhiều cây gỗ lạ. Cây gỗ đặc biệt, cây gỗ Olac 31. Anh em biết cây gỗ Olac 31 không? Hôm đấy thì cặp của nhãn tử khỏe hơn. Cặp nhãn tử rồi Kuzi đấy khỏe hơn. Kuzi đánh với cả Junet cơ mà. Anh em cứ like đi rồi tí sẽ có kèo. Ôi rồi gì vậy anh Long? Chiến dân không ý nhỉ? Chiến dân không anh em nhỉ? Vâng đây rồi, chào của anh Long Cờ Lê đẹp dai. Chúng ta thêm một bầy yêu nữa dành cho Xanh Long 28 dân và kích ở 83x. Thông tin của anh em báo về là không chết dân. Ok là giật mình vì lâu lâu làm tí cho nó xôm cái cộng đồng AOE Việt. Xôm làm gì anh? Bây giờ cuộc chơi nó phải công bằng. Cuộc chơi nó một khi nó đã không công bằng rồi xôm cái gì đâu. Rồi đây rồi. Em là một cái thằng mà cũng được đào tạo về cốt cùng các thứ chứ chả bao giờ em nghĩ đến việc mà đi
ngồi đi cốt mấy cái hack của AOE cả. Độ mình còn trả độ ấy chứ. Cứ cả ông cứ mời vào nhóm rồi độ đủng không em rồi toàn ông độ mõm, tốt nhất là mình không chơi, không biết chơi, tôi cứ chấp hai hòa một hòa cái gì gì, tôi có biết tỷ lệ đấy là cái gì đâu, bắt tôi chơi làm cái gì. Anh em thấy thì anh em mà tiếp xúc với em ở ngoài đời thấy là đam mê AOE thuần khiết thôi, thuần túy thôi, không biết độ đủng gì đâu. Mà không phải đi bình luận mà không phải người công ty của các tôi chửi như sơn xúc xích ấy chứ. Rồi, tên cung đầu của Thiên Tử Sánh Long gặp ngay một con cung gờ của BB. Đấy rồi, BB đã bắt đầu thoái về mà cậy số đồng. Bốn ai từ lòng rồi, nên có thể BB là người đánh 5 nhà BA. Trận này Sánh Long ngoại trừ cái điểm khác của Sánh Long thì đấu trong 4 trận đấu đã qua, đó là Thiên Tử Sánh Long có đi tìm thêm một vài quả ở gần vị trí góc 8 giờ để ăn thêm, chứ không phải bài đúc ruộng chay nha. Cái trận đấu trước chúng ta đấy là Sánh Long đi đúc ruộng chay. Trận này thì không nha. Này đi tìm, cố tìm thêm một bãi quả nữa để đi ăn thêm. Đấy. Rồi, đấu quân hơi lỗ dành cho Long. Nhưng đánh giá pha đấu quân mà để BB ăn được nhiều cung như thế này. Nhà muốn dùng chơi cái đen quân của đối thủ thà ông ấn một phát là đối thủ tự quýt luôn đấy, cho nó nhanh. Mục đích hack thì chỉ để cho đối thủ quýt mình thắng thôi mà, thì em mà gặp hack thì là quýt luôn đấy, cho nó nhanh, em thua gì trận đế chế thì cái quýt mình mất một củ còn đánh không, chơi vui vui trên mạng gặp hack thì tôi quýt sơ luôn, đau đầu làm cái gì, hack ở đâu game nào chẳng có, nên thì eSports nó còn có tuôn tùng các thứ, nghe đồn bảo thế. Cuộc chơi của Vân Di là không công bằng rồi, game nào chẳng có lỗi. Tham Lai 6-2 dành cho Sánh Long, trận này khá giống với cái trận thi đấu thứ ba, trận thi đấu mà BB thắng. Trận này BB có gây áp lực như ở trận thi đấu thứ ba anh đã làm không? Mai của Sánh Long đang là 64, bài Long đã có A thứ 5 rồi. Anh Long anh còn chơi liên quân ở trên iPhone, còn cài được cái hack map cơ mà. Trong ba cái trò 1998 này, sản xuất còn từ gần 30 năm trước này thì hack quá dễ hiểu. Ngày xưa còn cả phong thủy xét cơ. Bây giờ còn đỡ đấy, ngày xưa thì cứ bắt đầu là ốp bực A đối thủ, thể nào cũng có một ông già là ông ấy một phát là mình chết một đống quân, kích quân sợ ơi thật. Đúng là cái kịch bản mà BB ở trận đấu duy nhất anh giành chiến thắng tính tới thời điểm hiện tại rồi, nhưng cái áp lực của BB là không quá nhà của Sánh Long được đóng cao, còn cái áp lực của BB ở mặt nhà thì mới bị vướng hơn, thì mới bị vướng hơn. Không, nó không tổng giống ở trận thi đấu kia nữa. Và Thiên Tử Sánh Long đang đánh cực kỳ chuẩn rồi. Rất có thể là người liệm là BB chứ không phải là thần Long. Sánh Long thật thì ốp ngược lại được A của Thiên Tử BB. BB thì vẫn đồng quân thôi, Sánh Long đang đi một tên nào. Đang đi một tên nào, móc từ 3 giờ vào. Móc từ 3 giờ xuống.
Dây nghe là liên tục tục. Đây là dây hàng nghe điểm yếu của tuyển thủ BB. Một dây hàng nghe Vạn Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành đúc một e và lao vào không. Rất nhiều tay đến từ Sàng Lòng. Thằng này 89 trên 1 lít. Thằng này 89 trên 1 lít. Khai thác thêm cái mặt sắp mẻng đồ hướng từ 6 giờ lên. Đó cũng là điểm yếu của tuyển thủ BB. Một bóng e chưa hoàn thiện. Một bóng e chưa hoàn thiện. Chỗ này là chỗ BB, BC. Và chỗ này thủ rừng, rất nhiều điểm yếu của BB được Sen Long khai thác triệt con nhà bạt đề. Vâng, một khi đã triệt phải triệt con nhà bạt đề luôn. Triệt con nhà bạt đề luôn. Thời điểm bắt đầu BB cảm giác chúng ta, cho chúng ta cái cảm giác là anh sẽ ép được giống ở trận hiếu thứ ba. Nhưng không, bây giờ thì khi em đủ Sen Long anh ta đỡ được lằng ngoằng. Và sau đó thì BB là người để mất lợi thế ngược. Thằng này 96 dành cho tuyển thủ Sen Long. Lao không còn đúc ruộng chay nữa mà anh cố đi tìm thêm một vài quả để mà ăn. Vâng, ui rồi, cả BB chắc cú rồi anh em ạ, chắc cú rồi, chắc kèo sao khó đây, kèo này phải cho BB liệm sớm. Vâng, lâu lắm rồi tôi thấy Sang Lao chốt quả BB đi bò nhà, thường sẽ chỉ hai cái BE thôi, chỉ một cái E đến hai đâu. Hôm nay chốt quả BB và cái khe đấy thì lạ lạ, chắc cú thật. Mày 98 trên 104 dành cho cái thủ Sen Long. Vâng, xe e này. Thì bình thường là xe e nó từ tốn lắm. Hôm nay xe e can trôn các thứ này. Khó dành cho BB. Nờ BB liệu tên này có đổi được nhà không? Thì BB đang muốn đổi nhà. Thì có thể là tham lai đang bị lép. BB đang muốn đổi nhà. Bi phải tách cung vào để bắn hết các cơ sở của Sen Long, khiến cho Sen Long yếu hẳn về lượng thực và không thể ra được quân. Thế còn BB thì bay nhà rồi, nhà Bi còn cái gì đâu, như cái chuồng lợn. Vâng, chuồng gì chứ, chuồng lợn nó còn đôi khi nó còn đẹp hơn cái nhà của BB. Chuồng gì chứ, chuồng gì đấy, phải tách cung lấy này vào khiến cho Sen Long, nhưng Sen Long lại tìm ra một vài quả bên ngoài. Vâng, BB thì chết một mả dân rồi. Chết một mả dân rồi. Lợi thế trận này mà Sen Long thua được thì chỉ có quyết nhầm thôi. Vâng, đừng đổi nhà, bay nhà kiểu gì, tham lai vẫn là 86. Đó, dành cho BB. BB có gõ nhường anh già không nhỉ? Hồi đầu năm Sen Long thắng BB rồi, BB cay, BB gõ nhường anh già. BB vẫn đang cố. Sen Long tìm ra đến những mấy bãi quả bên ngoài mà anh ta ăn. Ôi, mà cái cách mà anh ta ổn định lại ruộng nương nó rất là nhanh rồi. BB thần thì không có cái gì. Không biết BB có cái gì ở để mà cơ sở để mà cố không? Ăn cái quả này thì chắc rằng nó sẽ bị quản thôi. Get out. Rồi, cuối cùng BB cũng đã chịu gõ 2-3. Số là 4-1 nhường về tuyển thủ Sen Long. Mai thì Sen Long không gặp bài nó xấu trận nào cả. 5 trận đều bài ổn. Ít nhất là cái thế nhà ổn, đồ ăn thì mức cơ bản đấy là chơi được rồi. Với cách chơi của Sen Long. Này có cái điểm khác đó là anh Sen Long không phải là bài anh ta ngồi đúc ruộng. Anh ta tìm ra được thêm một bãi quả gần góc 8 giờ. Ăn thêm, đánh 4 nhà A. BB là người có thế công nhưng từ hướng nhà BB lên là gặp khá nhiều chướng ngại vật. Không phải tuột để mà có thể khai thác. Đây là chỉ số kin 135 dành cho Sen Long, 133 dành cho game thủ BB. Chỉ hơn kém nhau đó là 2 kill thôi. Ta nhìn trên màn hình này, 135 thuộc về Sen Long và 133 thuộc về BB. Xét về chỉ số kill thì game thủ BB chỉ thua Sen Long 2 kill thôi. Đây là cái timeline. BB ép đời lỗi. BB lên đời 2 sớm hơn nhưng lên đời 3 là bằng nhau. Và gần như công là không lên được. Không chỗ nào
BB đè tham sang Long cả, mặc dù anh là người có lợi thế đi công. Bốn một dành cho nguyên thủ Sen Long.